Nhật ký 971. Ngày 19 tháng 2 năm 1937. Tiếp xúc với những người hấp hối. Họ xin tôi và tôi đã có thể cầu nguyện vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường. Tôi luôn được kết hợp với Chúa và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa! Trong vấn đề này, không hy sinh nào là vô nghĩa. Nhật ký 972. Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng 4. Đó là thánh ý Chúa, mặc dù tôi rất muốn được trở về với các chị em. Nhật ký 973. Hôm nay, tôi được biết về cái chết của một người chị em chúng tôi tại blog. Nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị. Nhật ký 974. Ngày 22 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện. Mặc dù ai muốn cũng đều được tham dự. Mỗi ngày có một bài giảng. Cha Bonaventure giảng trọn một tiếng đồng hồ và ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến người nồng nàn hơn. Tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa càng thiết tha yêu mến người. Nhật ký 975. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của cha đi.